Xin chào mọi người, hôm nay Diễm quay trở lại kênh chia sẻ cho các bạn một mẫu nhà lẫn mà bên mình sắp sửa ra cho khách hàng. Đó là anh Phong ở tại Ninh Bình. Hồ sơ của mình là gồm có hai bộ hồ sơ thiết kế thi công như thế này, giống nhau. Và một bộ hồ sơ 3D in màu sẽ thể hiện các góc nhìn ở trong ngôi nhà của mình. Hồ sơ của bên mình rất là kỹ các bạn nha. Các bạn nhìn độ dày của bộ hồ sơ của mình nè. Ở phía trước mình sẽ thể hiện là hồ sơ thi công, phần kiến trúc. Và ở phần cuối bộ hồ sơ mình cũng thể hiện các góc nhìn của ngôi nhà nè. Đây là tờ A3, còn đây là bộ hồ sơ A4, nó sẽ nhỏ hơn. Rồi, đầu tiên mình sẽ nói về mặt tiền của ngôi nhà. Và tiếp theo thì mình sẽ nói về công năng bên trong các bạn nha. Thì nhà này có hai mặt tiền, đường bên này và đường bên này, thì mình bố trí theo yêu cầu của chủ nhà là bố trí cổng xéo qua hướng này. Rồi ở hàng rào á, thì mình sử dụng là ô cửa sổ gió và sơn màu trắng. Ở phía trước là có bồn hoa như thế này. Cổng thì cổng sắt. Ở phía trên mình có đổ xeno và các bạn để những chậu hoa trên này, trông nó sẽ sinh động hơn. Đó là phần hàng rào nha. Còn ngôi nhà của mình là nhà lẫn với diện tích là ngang 6m. Trong đó thì mình chừa đường luồng của chữ L 1m2. Mái thì mái bê tông. Mái bê tông thì nó sẽ rất là mát các bạn nha. Thì tông màu chủ đạo ở đây là màu trắng và màu xanh rêu. Có điểm nhấn là màu xanh rêu. Tường thì mình cho đắp tường lá sáp như thế này để tạo điểm nhấn. Hệ cửa mình sử dụng là cửa nhôm xin pha, kính cường lực. Bây giờ mình sẽ đi vào một số góc nhìn của view khác. Đây là view chính diện các bạn ha, chính diện của mặt tiền. Đây là bên hông nè. Đây là ở phía đằng sau, thì ở trên mình có đặt bồn nước. Và khi thi công thì các bạn nhớ bố trí những cái thanh sắt như thế này để mình leo lên ở phía trên, mình sửa được bồn nước nó sẽ dễ dàng hơn. Đây là ban công ở phía sau nhà các bạn nha. Ở bên cạnh đó thì ở bên hông nhà còn có sảnh trống nè, sảnh phụ bên hông. Mình nói lại diện tích của nhà này là ngang 6m. Trong đó mình chừa 1m2 là khu vực này, tức là nhà chữ L các bạn ha. Các bạn là đi cửa chính này vào phòng khách, hoặc là đi cửa phụ bên hông chữ L. Chỗ này có cái cửa để vào không gian bếp nè. Đây là phòng khách, đây là không gian bếp, chung trong một gian sẽ tạo được không gian thoáng mát. Mình sẽ bố trí cửa sổ ngay chỗ quầy, ngay chỗ bộ ghế sofa. Và cửa phụ đi vào không gian bếp thì cửa bếp của chúng ta sẽ có hai lối vào, hai lối phụ vào, đó là lối chữ L bên này và lối sảnh phụ bên hông này. Đây là phòng ngủ. Chủ nhà này không có nhu cầu ở trong phòng ngủ nhiều, cho nên là chỉ bố trí đủ giường ngủ và tủ quần áo, bàn trang điểm thôi. Ở khu vực này có thể là để bàn học nha. Nhà này mình bố trí cửa sổ hai bên, phía trước, phía sau rất là nhiều, đủ để lấy ánh sáng cũng như là lấy gió cho khu vực bên trong nhà của mình. Đây là nhà vệ sinh đặt ở phía cuối nhà, dùng chung. Và đây là cửa phụ ra sân sau, sân phơi ở phía sau. Các bạn cùng nhìn một số hình ảnh ở những view khác nhau nha. Đây là sảnh chính nè các bạn. Bậc cấp nè, mình sử dụng 3 bậc cấp theo kiểu phong thủy là tiến, thối, tiến nè. Và đây là lối chữ L để đi vào không gian của bếp. Đây, view này các bạn sẽ nhìn rõ hơn ha. Đây là sảnh chữ L đi vào không gian bếp ở phía sau nè. Và cổng cổng phụ ở bên hông nữa. Bộ hồ sơ này là mình giao cho khách hàng ở Ninh Bình. Thì hôm nay là cuối tháng 11, đầu tháng 12 của năm 2022.
Một ngôi nhà được thiết kế theo phong cách đơn giản hiện đại với những hình khối vuông vức, tạo được sự đơn giản nhưng mà lại đem lại sự sang trọng. Nhà này có diện tích là ngang 6m và dài 12m. Vừa rồi là mình đã nói về công năng ở dưới tầng trệt. Bây giờ mình sẽ lên trên công năng của tầng lửng các bạn nha. Thì lối cầu thang của mình bố trí dọc theo lối cầu thang này, dọc theo mảng tường này. Đầu tiên lên sẽ là không gian của phòng thờ, tiếp theo là hai phòng ngủ và nhà vệ sinh dùng chung cho trên tầng lửng. Lối hành lang này cũng rất là rộng, mình có thể đặt bàn làm việc hoặc là bàn học ở đây. Ở khu vực phía cuối tầng lửng thì có cửa phụ để đi ra ban công phía sau, mình có thể hóng gió ở khu vực này. Về mặt tiền của ngôi nhà ở phía trên này mình cũng có bố trí tấm seno đua ra và các bạn có thể là đặt một vài chậu cây lên trên đây để cho không gian nhà của mình tăng thêm tính thẩm mỹ xanh tươi hơn. Rồi, bye bye các bạn, xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Trong quá trình các bạn xem kênh nhớ cho mình một nút like để ủng hộ mình nha.